Xin chào anh em. Đây là cái đầu hút mình chế này. Và cái này là đầu hàng chuẩn nhá. Con này mua mới đâu đấy là 8 triệu cái thân này. Và cái đồng hồ này là 2 triệu nữa. Là 10 triệu bộ này. Còn cái đầu này cũng là của Nhật. Do mình chế. Mình làm nhỏ gọn hết mức có thể luôn. Không thể nhỏ hơn được nữa. Cắt giảm làm sao cho nó nhỏ nhất. Để nó nhẹ nhất mà nó đạt được vẫn đạt được hiệu quả tối đa. Đây. Con này thì hút khỏe gấp đôi con này luôn á, mình khẳng định luôn là con này hút khỏe gấp đôi luôn. Cái lực hút của nó là nó khỏe hơn. Đây mình test thử cho các bạn. Kiếm được cái đầu mình đang chế tạm để test cho các bạn xem. Ôi, nó vẫn chưa chuẩn kín. Hút này đau tay. Tay đau. Test con này. Hút yếu hơn, yếu bằng một nửa con kia. Một đồng hồ trên không này, đồng hồ này, đồng hồ này 2 triệu. Con này đây là cái đầu hút bình chế này, làm từ toàn bộ linh kiện là của Nhật nhé, kể cả đến các chốt để từ Nhật hết. Thì nói qua với anh em con này là hút khỏe không kém gì máy hút. Nó ngang được cái máy hút 1 cấp. Đầu này đây mình có trừ lại một lỗ anh em xem này. Nhiều anh em bảo nó sao không làm cái để cho nó giữ ở đây không bị cầm tay. Thực chất thì nó đã có một cái lỗ đây. Anh em có thể làm chế về một cái móc ở đây, anh em treo vào cái đai hay là đồ anh em đỡ rơi này. Không thì anh em cho mình một cái que vào đây thì nó sẽ giữ. Đây ví dụ. Đây mình sẽ làm mẫu. Xem luôn cho anh em xem. Đây chất không nhá. Đây. Quay vào cả cái máy. Đây. Mình không phải cầm cái đầu này đâu. Như anh em nhìn này. Ok chưa? Đây, thả tay ra, ok chưa? Rồi, cảm ơn anh em.